cả nhà. Bây giờ là em sẽ chở em gái Tuyết Nhung đi ra ngoài chợ đi ăn rồi đi mua đồ. Mà cả nhà biết tại sao không? Giờ kể kiếp nạn tại sao mà em đang mặc một bộ đồ bộ đi ra ngoài đất Hậu Giang này. Đó chính là quên đem theo đồ mặc. Trời ơi, mà đem theo đồ ngủ không à? Em ba bộ đồ ngủ. Trời ơi. Mà có một đồ bộ đồ mặc, nhưng mà một bộ đồ mặc đó nó cũng bị rách rồi. Bị rách nữa. Có bán. Để em tắt vô. Rồi cả nhà biết không, là như vậy bây giờ là em phải chở đi mua đó. Nhà đi mua thôi, nhưng mà nếu mà nói ra, nếu mà đổi lại á thì em Tuyết Nhung mới là đúng. Tại vì em đem đồ thôi quá trời luôn. Em nam mà em đeo thêm một giỏ xách đồ, còn Tuyết Nhung nữ đem có chút xíu. Em đang áo dài với bà ba không, em quên mất tiêu rồi. Ui trong đây có cái gì đâu, em vô đó em dạo thử cái kìa, không cái cái gì hú anh cái gì không em thấy rồi không có không. Nhiều đồ ok dạ ăn đậu ha, uống luôn okay, ăn đậu ok. Ở bên kia có gì đậu đây được hả? Đậu đây yeah, sao trời ơi kiếp nạn thứ tấm nguyên nhân của tôi. Ví dụ tới ngay thùng rác em đâu xuống được. Ok cái viên mắt luôn. Ok quay viên mắt luôn. Đi thôi. Ok để em đi với bé Tuyết Nhung chỗ đây có cái gì không nha. Chợ đêm nè cả nhà. Chợ đêm ở Hậu Giang nè. Mấy trong đây có cái gì trong đây? Chờ anh đi hết. Đi lẹ quá. Chỗ quá trời luôn á nhà. Đi mưa nhớ mẹ. Đi qua bên kia, đi qua bên kia có cái gì. Em với bé đi vô trong đây này, hai anh em đi tan tan, một người mặc đồ ngủ, một người đi bằng đồ là coi như là quá là lịch sự, hiểu không? Ok. Ủa, có nhiều món đó, ăn món gì hết, ăn mắm à. nghe cái mùi là biết giống như cái gì. Bánh bánh khọt hả? Ừ đúng không đấy. Anh thấy em giống như góp tiền hụi quá. bằng đồ bóng màu ba nữa chứ, ghê chứ. Màu ba bóng nữa chứ. mang cặp đen nữa chứ. Hôm nay cho hỏi chị thu được bao nhiêu tiền rồi? Úi trời ơi Bình cơm mình hiu quá. Ừ, trời ơi nè, bây giờ đi kiếm đồ đi. Đi kiếm đồ đi. Hôm nay là em hộ tống Tuyết Nhung đi kiếm đồ. Ai mà có được cái Tuyết Nhung là em dắt Tuyết Nhung em chạy luôn. Đẹp đó. Cái này vàng nè quá trời luôn. Đi mua vàng trả góp. Đẹp ha, mấy cái đồ nữ đẹp ha. Mình không có con gái, có con gái mua cho con gái. Một cặp chứ. Một cặp. Lấy em hai cặp. Hai cặp. Không cặp. Trời ơi, em lắc tay nữa nè. Trời ơi, ghê chưa. Quá dữ luôn. Bỏ mấy trăm ngàn mua cả rổ luôn. Ủa chị, đây chợ đêm đúng không chị? Đúng rồi. Đúng rồi, anh đoán là đúng chính xác hả? Chị ở đúng rồi.
nghĩa còn cái nào nữa. Em với bé đi vô sạp đồ, đồ nữ quá đẹp luôn. Anh biết là chợ đêm thì đi mưa, đi mưa. Chợ đêm mà có mưa là đi mưa. Trời ơi dép, dài dép quá trời nè. Em đi gian gian sạp giống đi thu tiền góp của sạp. Ừ. Đồ quá trời ha. Trời đồ nam cũng đẹp không nè. Đồ nam cũng gì vậy? Nam nữ. Ừ. Em lựa đi, em lựa vài bộ đi. Ừ. Mẹ chụp gì trời? Ôi ôi. Áo lựa đi em. Cho bé lựa mấy bộ này đẹp. Ừ, còn đó dễ thương đó. Tìm chỗ hợp với em. Cái gì cao hả? Thì nó không sai giờ con. Dài thì sai vô với mình. Nhưng có thể bớt eo này được luôn nha. Nhưng mà cái này như cả có giá chứ. Thử ba trăm hai mà tưởng nó 308 hả? Nó giống đúng không? Với cái tròn tròn đúng không? Ủa cái kia hả? Cái kia. Ừ, cái tim tim này đẹp nè em. Hai cái đẹp. Thích màu đen hả em? Em vô thử đi. Cô có cho thử, em vô thử đi em. Vô thử đi em. Mà sẽ ớt là nhỏ nhất. Thấy hả? Sẽ mà. Chị cầm em cái. Đưa đây. Em biết dừa anh không? Anh biết gì? Ừ, đó cổ. Đo ngang khích là dừa. Ủa? Dừa. Ủa, dừa, dừa. Còn giãn tính nha. Co giãn mà đúng không? Okay. Co giãn. Bây giờ cái này 200 mấy? 240. 240 cái nó lấy 165 với 160. Là tổng lại bao nhiêu? Sao bao nhiêu bớt 10 ngàn hả? Hơi cao đấy. Không, em nhìn em biết mà. Em nhìn em biết. Em hơi cao. Hai lớp nha người đẹp. Như là chị bán ngang ở Sài Gòn luôn hả? Ừ. Nhưng mà bán ngang ở Sài Gòn luôn. Cái gì?
nhìn hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Qua đây, gần đây đi em, ngồi gần đây đi, mình ngồi gần thôi. Ok, để đồ đây. Để cả nhà hai anh em hồi nãy giờ đi mua đồ cho bé Tuyết Nhung. Rồi vì sao bây giờ hai anh em đi vô ăn bún mắm? Sao cái giá phải trả cho cái sự mua hai bộ đồ 700 ngàn. Đi là quên quên đem theo đồ cả nhà, thì coi như là giờ phải đi mua đồ mới, nhưng mà họ ở đây thấy bán cao, giá rất là thấp luôn. Thôi giờ ở đây trả giá được đó em, nhưng mà tại vì mình em là một người không, tại em một người không hết. Mình không trả giá thôi. Nếu gặp mà chị hai thì hai trả giá không xong phim. Giá rất là cao luôn cả nhà. Thôi bây giờ em hai hai anh em nè, hai anh em ăn bún mắm giống như em luôn. Thì bé giờ bé kêu. Bún mắm nhưng mà sao bún mắm ở đây lạ lắm vậy? Lạ lắm. Nhỏ xíu mà, bún nhỏ bình thường. Thịt giống như bún cá vậy chứ không phải bún mắm nữa. Có cá luôn, có cá, có mắm, có tôm, có thịt. Như là để à, không, tô bún mắm thịt cẩm đó em. Thịt cẩm. Cái khác trên mình đúng không? Thường nhớ đâu có. Với lại cái này, cái nước này nó đậm lắm. Không biết. Nhưng mà thôi để ăn thử nha. Để làm mọi người nha. Hai cho. Em mời cả nhà nha. Hai anh em ăn đây. Chị em quan tâm lắm. Hỏi chiều giờ anh ăn uống gì chưa? Nói chưa, anh đang chờ Tuyết Nhung đi ăn luôn. Nhưng mà sớm cho Tuyết Nhung mua không? Mua cơm cho anh em ăn rồi. Nhưng không có đói. Chị hỏi là nếu mà diễn xong rồi á thì anh em đi ăn đi để đói. Cả nhà nhìn Tuyết Nhung ăn đi nha. Cá nó ngon ghê em, nãy ăn được miếng cá là ngon lắm. Ăn đi, ăn đi, nếu mà tối mà có đói gì đó kêu anh chạy qua chở em đi ăn với tối, nhưng mà đói nha. Chứ đừng đi ra đường một mình nha. Tại vì đây nó vắng quá. Không phải cái chỗ cái sạc em ở ra nó quán tắn tanh luôn. Đừng ra đường một mình. Đâu rồi, gọi điện ra đâu anh chở. Ở dòng đó đâu có gì đâu. Ở đây không có thứ hủ tiếu gõ luôn em. Anh để ý rồi, không có luôn. Không có luôn. Cô em quần áo mắc quá. Cô tưởng nó là mình nói mắc nhưng mà đúng rồi. Thấy chưa, hành động đúng không? Rất là nhiều, nhưng mà thật sự nếu mà ở Sài Gòn tô này rẻ, này rẻ. Nhưng mà bán sao mà nước mía mà dít lắm thơm. Em không hiểu. Ly, bán ly, ly nhỏ. Ly nhỏ, ly bự. Em kêu là không đá, không đường. Tức là nó rất là nguyên chất. Nó là phải làm nhiều lắm rồi cái trái gì nó ra được như đó. Mà có 10 ngàn đúng không? Chính xác có 10 ngàn. Cái là ngon hết. Đúng rồi, đúng rồi. 10 ngàn. Em giật mình đúng không? Em giật mình đúng không? Ủa, giật mình giật mình. Ít ra khoảng 15-20 ngàn. Nếu mà nó rẻ ở trên Sài Gòn không có giá ly này là phải 30-40 ngàn. Đúng rồi, đúng rồi. Hay có 10 ngàn. Tại vì mình ăn 2 cục giò nên là nó thêm 50 ngàn. Thì ra là như vậy. Rẻ, rẻ, rẻ. Bởi vì anh nói em là miền Tây là ăn rẻ, nhưng mà mua đồ thì chém mắt. Em giống ly này nữa nha. Không tính được. Tiếng Nhung ăn xong mà bỡ ngỡ luôn cả nhà. Quá rẻ. Miền Tây thì cả nhà, bây giờ em bật mí cho cả nhà một cái câu chuyện. Hồi nãy giờ hai anh em ngồi ăn mà trong kia nó có hai người nha, có hai người nhân viên cùng tên với em và cùng tên với Hiền luôn. Chí à, nãy kêu Chí vô đập đá hả? Đúng rồi, Chí vô đập đá và bưng hàng cho người ta hết hồn. Còn Hiền thì đi vô bưng đồ. Rồi coi như là hai anh em là cùng tên với người trong kia luôn cả nhà. Đúng rồi, ơi mà cả nhà thấy không, trời đêm ở đây ăn rẻ mà đông quá trời luôn nè, ta đông quá trời luôn nè. Mà mai mốt về nên ăn
hàng loạt này là ok ha. Ừ. Ở kia là hải sản. Trước sau hai chai luôn các ơi. Ừ, hải sản. Trước sau hai chai. Có ăn hải sản không? No. Ok. Đó. Thì cả nhà thân mến, thì bây giờ là tụi em nhất tối thì hai anh em đi ra ngoài ngoài chợ đêm để ăn và mua đồ cho Tiết Nhung. Rồi bây giờ sau này bây giờ bắt đầu bây giờ thì mình sẽ đi về. Đi về nghỉ chứ không biết đâu giờ đâu. Thì ở đây giờ nó vắng lắm cả nhà. Nó chỉ có khu chợ đêm là đông thôi. Còn tất cả là những cái vô ngay trung tâm nó vắng lắm. Cho nên giờ anh em thì ăn xong thì đi về thôi. Đúng không? Đi về thôi. Thì nếu em cũng tới đây thì cũng kết thúc về giấc tối anh em đi mua đồ và đi ăn thì quay sơ cho cả nhà xem. Thì nếu em tới đây là cũng kết thúc thì hẹn cả nhà gặp lại những cái clip sau và ngày mai chắc em sẽ quay cho cả nhà xem là Thu Hiền diễn nha. Nhưng mà em cũng nói cho cả nhà nghe là em quay thì em chỉ quay hình thôi. Một tiếng thì em không để tiếng được tại vì nếu mà quay dính tiếng thì sẽ bị dính bản quyền nhạc rồi này kia nữa cả nhà, thì em không có quay được, em chỉ ghi hình cho cả nhà xem thôi. Rồi, bye bye cả nhà.